xem này, nó chui trong này rồi. Đây. Có lỗ, chắc lỗ vẹt mũi này rồi. Oh my god. Lỗ thông thì vẹt mũi. Lỗ thông thì vẹt mũi này mình không biết. Ôi cua phi. Này, mình xem này. Nằm cái hàng. Tròn đây mọi người này. Đây đâu mọi người nhá. Hôm nay anh em tiếp tục vào rừng để kiếm ăn mọi người nhá. Hôm nay anh em sẽ đi bắt muối chúa nha mọi người nhá. Bắt con nhộng khổng lồ. Bắt con nhộng khổng lồ ấy. Con muối chúa nó đẻ rất là nhiều đấy mọi người nhá. Này con muối chúa ra ngăn ngon lắm. Mỗi một giây ở đây, đây có tổ muối được mọi người. Đâu đâu tổ đâu. Ui ôi, cái tổ này đào thì lâu lắm. Tổ này bắt được con muối chúa không phải đơn giản đâu. Tổ này nó phải có hàng hàng tỷ con muối con bên dưới luôn mọi người. Hàng tỷ USD ấy. Tỷ USD. Đứng trên ổ. Nó phải trời mưa nó mới dễ bắt cho mọi người nhá, trời nắng đất nó cứng lắm. Người nhìn chưa? Đấy. Dính rồi. Đấy. Kinh chưa? Đấy, đã phát hiện mối con này đấy. Có rồi đấy. Mình nha thôi. Nha đi bắt được con mối chúa. Người đang mưa nó xuống này. Kinh chưa? Dẻo nhỉ. Dẻo xuống nhỉ. Ô kìa, lấy hết cái gậy được kìa. Hả? Bản tí bản hết cái gậy kêu lắm. Không. Muốn đi bắt mối mọi người phải đi bắt vào trời mưa đấy mọi người nhá. Trời nắng nó không bắt nổi cái tổ. Trời nắng đó. Làm sao bắt được mối? Đi sâu. Bắt sẽ được. Bình dẻo nhỉ. Đấy, cục này nhỉ. Cái gì đây? Bữa vào nó đùn vàng dưới nền nhá. Ừ. Nó có thật đấy chứ. Muối đùn vàng dưới nền. Còn vào kho vàng luôn. Đây này, đá này này. Đấy. Con muối chúa này ngâm rượu rất là tốt nha mọi người nhá. Nhiều nơi người ta còn bắt cho gà với ngâm rượu nhỉ. Gà ăn bảo bổ lắm nhỉ. Muối chúa nó ăn luôn. Dính không? Dính nhỉ. Ui đây có cái lỗ to không này? Đâu? Đâu? Đây. Ừ, lỗ to. Lỗ mua chúa đấy. Ui, ui rắn 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 ơi. Ui, 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 lỗ rắn này. Lỗ rắn rồi. Ui. Rắn nó chui trồn trong ấy rồi. Đây đây đây. Xuống cao cái cho này em. Ui mọi người, bắt mối chúa vô tình bớ được rắn hổ mang mọi người. Bớ đúng rắn luôn mọi người nhé. Xì luôn. Bắt hết cái này đi. Bình tĩnh nhỉ. Đấy, cái dây này. Ừ. Ui dồi ôi, kinh chưa kìa. Này. Mình xem này, nó chui trong này rồi. Đấy. Có lỗ chắc lỗ vẹt mũi lên rồi. Oh my god. Lỗ thông thì vẹt mũi. Lỗ thông thì vẹt mũi lên mình không biết. Đấy. Ui dồi ôi, cua phi. Này, mình xem này. Nằm cái hàng. Tròn đây mọi người này. Ngô luôn ý nhờ. Cháo này đây. Ui dồi. Nhẹ nhẹ thôi nhá. Không có cắn rồi. Thấy rồi mọi người nhá. Đấy, đấy. Thả đấy. Rồi, rồi đấy vậy sao. Cành đi. Từng nhỉ. Rồi, mọi người xem này. Xem này. Tiền túi túi nhỉ. Thấy chưa? Quá chi kinh khủng. Cứng lắm. Đi mà. Ôi cái đầu đấy. Cái đầu đấy. Đi mà. Này. Đúng không? Đấy. Wow. À, cái đầu này. Cái đầu này. Cái đầu này. Gầm nó mầm mầm. Thấy chưa? Chuẩn của nó gầm. Sợ chưa? Nhưng mà nó đang vào cái tổ mới. Đấy nhỉ. Đấy nó gầm kinh chưa? Ui mấy con thì sao ấy? Ổ rồi. Ủa rắn con. Ê Quỳnh nha. À, người xem. Đi dậy, đi phành gớm chưa. Quỳnh chưa. Lạo đâu luôn. Nào luôn nhỉ.
lắm. Ui, nó leo luôn kìa. Có thật không lùi không? Kinh khủng thế nhỉ. Ui dù mày thế. Lớn nhỉ. Đấy, đấy nhá. Thấy chưa? Đẹp chưa? Long lanh luôn. Quay xa nó em lấy quả. Ui, gớm thế nhỉ. Kinh khủng ghê, kinh ghê. Này, chàng này. Ô, đấy, đấy, đấy. Ui, ôi, kinh khủng quá. Nằm trầu đấy kinh chưa? Này. Dữ lắm. Đây mọi người xem này. Nó đẹp chưa? Long lanh luôn đấy chứ. Sáng nhỉ, người con này đấy, sáng. Đấy, nó bị vậy, nó mới có sáng. Đấy, kinh chưa? Người con này thích hợp đấy. Ui, à, anh ơi. À, công trình diễn này. Ui, trời. Nhìn rõ luôn. Trên lấy túi chứ đó. Ui, ôi. Chạy ra trên lấy túi, túi. Bắt luôn. Dữ lắm không ạ? Dữ lắm. Ui, trời ơi. Không dữ được. Ui, đấy, thấy chưa? Nó nhanh người mình luôn. Nhanh luôn. Ui, cái tai của nó kìa. Có tai à? Ui, ôi, dữ nhỉ. Con này bị dính đất rồi. Dành như kiểu rắn, rắn mọc sừng ấy nhỉ. Dính đất đâu con mối. Mối á? Lắm. Ừ, kinh ghê nhỉ. Rít mầm mầm nhỉ. Ừ, rít kinh nhỉ. Muốn cứng lắm. Bỏ người mình đấy. Cả đi. Con mối. Mối nó chúa nó cắn này. Đã mình đậu một tổ mối mà. Chưa. Giờ vẫn đè đầu cơ. Rồi. Rồi, chưa. Chặt lắm. Thôi bỏ vào đây. Bỏ đi. Kinh chưa? Ui, hai bên hai con. Tay chiến nha. Con này kính nhá, con này phải đặt. Để túi xuống. Để túi xuống, đúng rồi. Gớm nha. Đi cái túi đừng đọc nào. Còn nữa cả. Ui này, quanh tròn đây này. Này. Đấy, thấy chưa? Ui nhẵn thín. Ui giời ơi, nó bảo. Nhẵn nhỉ. Ui. Ui. Ui con này cứ. Ui. 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 Luôn. Ui. Nó ăn luôn mối trong mồm. À, nó ăn mối thật không ạ? Ui nó ăn mối à? Ừ. Ủa, nó vào nó bắt mối thật rồi. Nó ăn vắt trong mồm. Những tổ rắn này nó cũng vào nó ăn mối đấy chứ. Kinh nhỉ. À, vậy nó săn mối luôn đúng không ạ? Ừ, thế này. Ui, kinh chưa này. Tò đứng này. Người xem này. Ui lại chui vào trong rồi. Đấy, vào trong luôn. To chưa này mọi người này. Ừ, to anh ơi. Vào nó săn mối. Ui giời, ui kinh. Kinh nhỉ. Đây mọi người nhá. To chưa? Con này mấy cân đấy? Mấy cân đấy chứ. Ngang người mình luôn đấy chứ. Này. Ừ. Ui, này cái lỗ nó vòng tròn nhẵn kín gì nhỉ? Ừ. Thế mới hay. Nó khôn lắm, nó làm hầm để nó bẫy con mối lên để nó ăn đấy. Ừ. Kinh nhỉ. Rồi, được hai con mọi người nhá. Rồi. May mắn chưa? Hôm nay anh em đi bắt mối chúa bắt luôn rắn hổ mang mọi người. Rồi anh em đào tung cái này là tiếp đi. Đào tung này. Anh em mình sẽ đào tung đây, anh em mình vừa bắt mối chúa vừa xem còn gì bên trong mọi người nhá. Đây này. Bây giờ anh em mình xin phép kết thúc video đây, mọi người xem yêu thích anh em mình ủng hộ giúp anh em mình nhá mọi người nhá. Chào mọi người nhá.